dòng Buron của Innova nha, Tiger và Canon 737. Thì anh em Buron á thì anh em chú ý là cái ti của mình nó xài ti zin hay là ti là 4 ly hay là ti 5 ly. Nếu mà hai đầu bằng nhau á, ti xả này hai đầu bằng nhau đó là ti 4 ly nha. Còn một đầu này bự, đầu này nhỏ, đầu này bự, đầu này nhỏ. Ha, đầu bự, đầu nhỏ là ti 5 ly. Thì anh em Buron này nói với mình thì mình bán đúng cho nha. Đây Buron Innova Tiger nè nha. Buron đầy đủ hết luôn. Có nguyên bì lò xo luôn nha. Đó, còn bộ con thì của Canon, Canon con đùi nó là ti 4 ly thôi. Nó bộ con Innova nó có cái viên bi, còn mà thằng Canon mình nó có nút áo, viên bi nè ha, còn Canon có nút áo. Áo bằng đồng nè nha. Nó là xo nó là xo con. Còn viên bi này nó là xo chủ. Đó anh em lưu ý vấn đề đó. Thì mua thì mình coi mình xài ti 4 ly hay 5 ly. Để mình gửi đúng cho. Để anh em xài ti 5 ly giờ lấy qua 4 ly thì xài không được. Đó. Không được theo zin nó, chuẩn zin nó là ti 4 ly thôi. Nha. Đó, của Canon nè. Canon 737 nha. Còn 747 nó khác nha. 737 thì xài ti 4 ly. Còn 747 là ti 5 ly. Đây của 737 thôi. Để anh em mua thì cứ xem cho mình. Trên cái quy lát á, cái chữ gì. Rồi anh em cảm ơn lời cho thôi cho mình nha.